Chào mừng các bà mẹ đang theo dõi kênh tạp chí online của chúng tôi. Trong video hôm nay, chúng tôi sẽ đồng hành cùng các bà mẹ để tìm hiểu về 4 hành vi khiến con khó thở trong bụng mẹ mà các mẹ cần lưu ý. Hãy cùng khám phá những thông tin hữu ích để chăm sóc thiên thần nhỏ trong thời kỳ quan trọng này. Khi mang thai, sự phát triển của em bé trong bụng chắc chắn là mối quan tâm lớn nhất của mẹ bầu. Trong giai đoạn này, oxy và dinh dưỡng được chuyển đến thai nhi qua dây rốn. Chính vì vậy, mẹ phải tránh 4 hành vi dưới đây kẻo chèn ép vào dây rốn, khiến thai nhi khó thở. 1. Nằm ngửa khi ngủ. Nếu mẹ đang có thói quen nằm ngửa khi ngủ, thì tốt hơn cả mẹ hãy thử những tư thế khác như nằm nghiêng sang trái. Đây là tư thế ngủ có lợi nhất cho mẹ và bé khi mang thai. Khi thai nhi phát triển dẫn tới cân nặng tăng lên và bụng bầu lớn dần, thì tư thế nằm ngửa sẽ có cảm giác nặng nề hơn nhiều và có nguy cơ ngăn cần oxy truyền đến thai nhi. Hầu hết các chuyên gia khoa sản sẽ không khuyến khích mẹ nằm ở tư thế này khi mang bầu. Thực tế trong những tháng đầu thai kỳ, mẹ bầu vẫn có thể nằm ngửa. Nhưng từ tuần thứ 20 trở đi thì nên bỏ thói quen này để đảm bảo an toàn cho em bé. 2. Thường xuyên xoa bụng bầu. Khi mang thai, chắc hẳn mẹ đều thích cảm giác được sờ vào bụng bầu, giao tiếp với em bé. Tuy nhiên, việc mẹ thường xuyên xoa mạnh bụng bầu có thể kích thích em bé chuyển động quá nhiều, dẫn đến tình trạng rối, thắt nút dây rốn và giảm lượng oxy truyền đến bé. 3. Tập thể dục quá sức. Các chuyên gia, bác sĩ đều khuyến khích mẹ bầu vận động, tập thể dục khi mang thai để rèn luyện sức khỏe, kiểm soát cân nặng và tốt cho việc sinh nở. Tuy vậy, những bài tập của mẹ phải có cường độ và thời gian phù hợp với sức khỏe của người đang mang thai. Tập quá sức có thể tăng áp lực lên vùng bụng, khiến thai nhi khó chịu và làm rối dây rốn tương tự như khi xoa bụng. Vì thế tốt nhất mẹ xây dựng bài tập phù hợp với thể trạng của mình trong từng giai đoạn thai kỳ. 4. Thức đêm. Thức khuya không chỉ làm mẹ bầu cảm thấy mệt mỏi, uể oải mà còn có thể gây rối loạn nội tiết cũng như nhịp sinh học của thai nhi trong bụng. Khi mẹ thức quá khuya, thai nhi cũng sẽ cảm thấy bồn chồn, khó chịu và nghịch ngợm hơn, khiến dây rốn đường dây vận chuyển oxy cho chính mình bị ảnh hưởng. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian để tham gia cùng chúng tôi trong hành trình tìm hiểu về những hành vi khi con khó thở trong bụng mẹ. Hy vọng rằng video này đã mang lại thông tin hữu ích và sự an tâm cho tất cả các bà mẹ. Hãy nhớ rằng, sức khỏe của em bé bắt đầu từ những ngày đầu tiên trong bụng mẹ và mỗi biện pháp chăm sóc là một bước tiến quan trọng. Hãy tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi trên kênh tạp chí online để cập nhật thêm nhiều thông tin hữu ích và thú vị khác. Chúc quý vị một thai kỳ tràn đầy niềm vui và an lành.